Đó, cá này mà. Trời ơi. Kiểu con này nữa nè. Đụng nó dính không? Đó. Chạy hai ba cần công mới ăn nè. Trời ơi, con ú nu nội ơi con nè. Ú nu nó vàng quét à. Thế bên đây cứ im hơn á. Im hơn á chứ bên đó từ nãy giờ lâu quá không thấy gì. Không, nó trong kia nó lội bơi xuồng ra. Ừ. Sao cái này sao nó bơi được? Nó không có đi qua tới đây. Nó không bao giờ đi một thằng nữa. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì? Đâu? Mới chạy cái ổ đó. Mời hỏi anh. Thì đó tao cũng nghi nghi để nhận Huy. Nó lúc vào. Trời ơi. Nó nữa kìa, trời ơi. Đi. Vũ đứng kiến hay là tới. Ta hứa mình luôn. Bên đó là ta bao. Bao Vũ đứng kiến luôn. Trời ơi. Nó lúc nơi kìa. Chung nắng nó bỏ nghỉ câu rồi mất cái tao qua đời nó cây cần cần như vậy biết bao nhiêu cái vô đủ 1 ký 2 ký ký 2 ký đủ mà anh đem ra cái cần mới anh trả cậy anh chứ. Nghiệp nữa kìa, nghiệp dính cái gô. Ô uổng gô mời hết sức lên đây nè con nè. Nãy giờ một đống rồi nha. Hồi dế em thôi giờ nó ngưng ngăn luôn rồi. Cái gì nó cái vô cao thủ nha. Gì vậy? Cái gì vậy? Đây là cục mồi á, đá mồi thau này, đá mồi đây, đá cục mồi đi tao. Thế là cho mẹ mồi nữa. Nó thả xuống rồi kìa. Mày
câu rồi hỏi tao. Lớp mới à. Ngồi xuống nắng quá, không thể nào chịu nổi. Mới nhé là chiều rút vào đây coi, đây coi, quay rồi đây. Trời ơi, nhìn cái dây với cái phao với cục chì rớt nước mắt. Thôi. Rồi. Chơi trong cỏ ra hả? Dây luôn rồi. Tao mất phao luôn. Trời ơi, tới gần bên kia đó. Câu hai cần kìa. Cái rô đồng nhỏ quá thả rồi. Cái gì? Lên tìm cái phao kìa không? Thi ơi. Lên tìm cái phao quá. Quá cái gồm rồi vậy đi không công đi con. Chơi. Sao nám cầu không có? Cá rôn. Nám cầu không có mới ghê chứ. Cá rôn vậy mới ngon à. Quá, nước nó đen. Đen cảnh luôn rồi. Rừng lên. Ủa sao nó lên tìm cá rô ăn hả? Thấy còn lên nó kìa ông ư. Kìa nó còn nhả dữ lắm kìa. Chạy thôi, chạy vô bẫy chứ thôi. Sớm thì cũng nhiều rồi nha, cả ký rồi đó.
Cái vô không? Ngồi tiếp nha các bạn. Trời, cảnh gần cú ghê quá. Sáng giờ nhật nương nương mấy gì không đó. Còn thứ dữ gì ở đây nè, coi anh coi lên tim kìa. Tú. Thấy không? Giống giống cá chê không? Gì đúng không? Tút bên kia. Má liền xuống rồi mà. Gì đâu nó dễ ngộ lại. Nó luyện xuống ở đâu trời trời trả lại cái tim con dế này dính cái lóc không anh Tú. Lên cái tim cỡ đó rồi kìa đó. Nó gì đó đột lắm chạy hả mày chạy hả. Hình như một cỡ một nãy giờ anh Tú không? Đó, không à nha. Giật nãy giờ dữ lắm nè.
lên hàng. Cô đồng tiếp với các bạn. Đem thôi lùi. Nuôi nè. Phim luôn chứ chú. Sau này để lại cho con cháu nó coi chứ. Phải không, tối ngày nó đi chơi game được không? Sao được ha. Ông nội có con cá tôi trời. Được. Còn chưa nuôi được hết trơn. Đấy là đây ra. Thôi luôn. Nó cá nằm. Trời ơi. Cái con này nữa nè. Đụng dính không? Đó. Chạy hai ba cần công mới ăn nè. Trời ơi con ú nu nội ơi con nè. Ú nu nó vàng quét rồi. Cái bên đây cứ im hơn á. Im hơn á chứ mình đó từ nãy giờ lâu quá không thấy gì. Dòng khác rồi nha. Thư dạ nó. Lý tưởng nha các bạn.
quyền, có chứng minh dân là có quyền à. Wow. Rút phao. Rồi đây rồi. Điện nháy chút xíu lạnh chứ. Qua đi thì đủ. Đó, túc pháo rồi. Caro. Ui, ôi cái bụng nào. Mấy cá gô đây ngộ đi, gan mà con cá gô gô biển như trời có khúc à. Cái nè. Mập. Ú nu. Đây nè, có khúc gì đó. Ngấm. Nhổ quét nè. Đồ đạc bây giờ ngơ ngác hết trơn. Rồi chuẩn bị cuốn về nha các bạn ơi. Đó, nè, à? Nhỏ thì... hả? Vậy à, nếu mà mày có làm cho tao ha, thì làm sẵn vậy đó ha. Ôi, một cáo mình đây. Ôi. Đó các bạn, bộn nha. Này cũng bộn nha. Cái gô bự bự không à. Cái gô mại không á. Gô nhỏ đâu. Ôi, cũng câu về. Cánh đây là hàng mới một dây một lưỡi. Nghe là giờ khỏi cái đó. Thằng đó trời. Má mà hỏi hoài không ai thèm bánh ní là sao? Không lấy con ní cái đầu cục chì. Ừ. Khổ tâm cái ông này ghê, ông vừa mất lương rồi, ông vừa đeo bông. Đủ má. Cái phút mày ăn ở sao mà đụng, chớ thấy con cá đụng bên lên nó ủi tim vậy đâu mà mày bỏ xuống không? Đây là cảnh rừng rú. Mặt trời cũng bị lặn các bạn. Anh em thì cũng chuẩn bị về nè. Mấy ông anh bị trước à. Ôi, hoa hư. Cảnh ghê lắm. Xin chào các bạn, xíu nữa về đăng lên cho bạn coi nha. Ngoài là cảnh quan sơ đi cũng đã.